đợt này thì mình quyết định rời núi mọi người ạ. Sau 3 năm làm một anh nông dân đẹp trai hay cười. Lý do thì thực ra là mình muốn cho bản thân có thêm cơ hội để trải nghiệm, học hỏi, kết nối thêm nhiều bạn bè yêu nông sản giống Hiệp. Thì chuyến đi lần này cũng bất ngờ, sau khi đi du lịch tại đảo Phú Quý thì chúng mình quyết định chinh phục hành trình đi xuyên Việt. Điểm khởi hành là bắt đầu từ Phan Thiết, chạy dọc theo quốc lộ 1A đến điểm cuối cùng của chúng mình là Lào Cai. Chuyến đi này với ý nghĩa tìm hiểu quảng bá nông sản Việt, nên là Hiệp rất cần những lời góp ý từ quý cô chú anh chị. Nếu mà biết những cái đặc sản hay là địa điểm du lịch tại địa phương thì giới thiệu giúp Hiệp nhé. Đây là con cá chiên, còn mình là Hiệp Núi. Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì Hiệp đang có mặt tại đảo Phú Quý. Thì hôm nay mình đang ngồi tại bè Anh Sang, thì mời mọi người cùng thưởng thức hải sản ở đây nha. Hải sản ở trên đảo thì rất là tươi sống. Có một nhược điểm là chế biến thì được rất là ít món, chủ yếu là các món nướng, hấp, chiên hoặc là sashimi. Ấn tượng của mình thì ở trên đảo thì cảnh quan rất là còn hoang sơ, 80% thì ở đất vẫn là đất rừng. Có rất là nhiều cảnh đẹp, người dân ở đây thì cực kỳ là thân thiện và hiếu khách. Khi đến đây thì mình được trải nghiệm về tour lặn biển, ngắm san hô. Mấy anh quay phim chụp hình ở đây thì rất là nhiệt tình, nên mọi người cứ yên tâm là sẽ có ảnh đẹp nha. Mấy bạn cá này cũng mê trai hay sao ấy, nên là cứ bơi quanh quẩn ở gần chỗ mình thôi. Nếu mọi người thích nấu ăn thì có thể ghé chợ Tam Thanh để mua hải sản. Ở đây thì hải sản rất là rẻ. Buổi tối chúng mình ra vịnh Triều Dương đốt than nướng hải sản đây. Cơm nước ớt ngon rồi. Chúng mình đã có một kỷ niệm đáng nhớ là ngồi dưới mưa ăn hải sản 2 tiếng. Đây là thịt của con cá mập. Lần đầu tiên mình cũng ăn thử, nhưng mà theo cảm nhận của mình thì mình cảm thấy nó không được ngon mấy. Còn bây giờ là đốt nến. Chúc mừng sinh nhật mình nha. Ngày hôm nay ta cùng họp hẳn nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Sáng hôm sau thì mình lên tàu về đất liền. Cuối cùng thì cho mình xin gửi lời cảm ơn đến những người bạn đồng hành. Còn bây giờ thì xin chào mọi người nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Nhớ là follow mình nha.